về chúc mừng đang nắm chặt bàn tay của cô dâu Thanh Thường. Xin chuyển về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt với toàn thể quý vị. Đôi bạn trẻ chúng ta như thể đôi chim, con đi đằng trước, con gật gù đằng sau. Đôi bạn trẻ chúng ta như thể đôi tầm, anh trong bọn lá lại nằm cùng một nông. Với thật đúng là hoa hẽ nở thì hội ngày vui tới, cũng là ngày cưới của đôi ta. Cho những cái chim bay khắp sải ngân hà, cho đôi bạn trẻ trở về nơi tổ ấm. Dạ vâng ạ, giờ phút ở đây hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này đó chính là cô dâu Thanh Thường xuất hiện cùng chú rể Đức Mạnh. Đây chính là đôi uyên ương đẹp và quyến phúc nhất năm 2023. Lần nữa đề nghị hôn trường quý chúng ta nổ ra một tràng pháo tay trị giá 3 tỷ đồng để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày mai được không ạ, cùng lên. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay thật lớn của tập thể quý vị dành cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thật đúng là trời nhẹ thanh cao, và ở đây có cuộc vui nào vui hơn. Chúng ta cũng chợt nhớ rằng con cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong ngày vui, ngày phúc của đôi bạn trẻ Thanh Thường và Đức Mạnh trong buổi trưa ngày hôm nay, chắc chắn có thể thiếu đi sự diện có mặt của đôi bên gia đình. Đơn những bậc cha bậc mẹ cùng bậc bác của cô dâu chú rể sẽ cùng di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng ra mắt cùng cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vừa có đàn em Minh Thành xin cả trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu về phái đoàn họ nhà gái. Xin trân trọng kính mời bố Tòng Văn Diêu và mẹ Lường Thị Thắm sẽ cùng nắm chặt bàn tay của nhau, nở ra nụ cười thật tươi thắm, bước về sân khấu tình yêu, đứng về phía cô dâu xinh đẹp và người hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị không quên dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn họ nhà gái được không ạ? À? Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, chị trân trọng và kính mến, thật đúng là có nam có nữ thì mới nên xuân, có nhà trai nhà gái thì mới nên gần thông xa. Vừa rồi chúng ta vừa được chào đón bên phái đoàn họ nhà gái rồi, một thành phần không thể thiếu trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là phái đoàn họ nhà trai. Rồi bây giờ mình xin cả trân trọng kính mời mẹ của chú rể. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời mẹ Thùy cũng như bác Trung của chú rể ngày hôm nay sẽ cùng di chuyển về sân khấu tình yêu, đứng về phía chú rể Đức Mạnh đẹp trai hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta không quên dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phái đoàn họ nhà trai được không ạ? Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, giờ phút ở đây những nhân vật đặc biệt hạnh phúc và quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã xuất hiện trên sân khấu tình yêu của bạn trẻ Thanh Thường và Đức Mạnh rồi. Hôm nay thật đúng là nhà gái hân hoan mừng dệt thảo, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên gia đình xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Giây phút ở đây cho phép chủ hôn hai họ cùng cô dâu và chú rể. Xin được quý chào tới toàn thể quý vị một cái quý chào thật sâu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin phép được bắt đầu một trong các lớn để chúc mừng hoàng phi. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, giờ phút ở đây có thể nói như thế này ạ, có duyên có phận thì mới đến được với nhau, và trong hàng vạn người ta sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình. Và trong hàng vạn năm, trong dòng thời gian bao la, không sớm và cũng không buồn, nhưng đến một thời điểm nhất định, ta cũng sẽ tìm thấy người duy nhất dành cho mình. Đó chính là đôi bạn trẻ Thanh Thường và Đức Mạnh ngày hôm nay. Vâng ạ, trải qua nhiều năm tháng tìm hiểu và yêu đương, đến ngày hôm nay, ngày 28 tháng 6 năm 2023, câu chuyện tình yêu của bạn trẻ đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ công làm vợ, đủ đạo làm chồng, đủ cả chức nợ và đủ cả chữ duyên. Giờ vấn đề là ban tổ chức thì tôi không để quý vị mà chờ lâu hơn nữa, cho phép Minh Thành xin thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Xuân Viên với lời cho hai bên gia đình, với lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được vui mừng long trọng công bố đại lễ vu quy của cô dâu Thanh Thường xuất hiện cùng chú rể Đức Mạnh. Đức Mạnh Thanh Thường chính thức được bắt đầu.
một lần nữa xin được cảm ơn màn bắn pháo điện rất là hay, rất là đẹp mắt của trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Xuân Đinh ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tập thể, quý vị trân trọng và kính mến, một lần nữa xin được thay mặt cho hai bên gia đình cũng như lấy lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị, xin được có mặt đông đủ của toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những tình cảm đó thì Minh Thành tin chắc một điều rằng kể từ ngày hôm nay, giây phút này đây, cô dâu Thanh Thường và chú rể Đức Mạnh của chúng ta đã chính thức thành vợ thành chồng và đôi trái tim non sẽ hòa chung một nhịp đập. Các bạn trẻ sẽ về chung một mái nhà kể từ đêm nay, đều được cùng chung chăn, chung chiếu và chung ly giờ đây. Chúc các cái bánh xà phòng, chai nước cuộn đầu, lọ thất, thuốc đánh răng. Chúc con đường nhỏ về nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Và tình của hai bạn sẽ đẹp như áng mây hồng, đẹp tựa như ánh đèn lồng sánh đôi. Mà ăn trầu thì phải nhớ tới vôi, khen hay nung nấu cho vôi tơi mặn mà đôi câu phát biểu gọi là để cho hai họ đẹp đậm đà như sau. Vâng, giờ phút này xin mời quý chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu tình yêu để cùng gặp gỡ cũng như để cùng giao lưu với một vị đại diện trưởng đoàn đến từ phái đoàn Hòa Nhà Trai có đôi lời xin dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác Trung sẽ đại diện bên phái đoàn Hòa Nhà Trai đến lời cho chú rể ngày hôm nay có đôi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị cũng như đôi lời xin dâu. Vâng, xin mời. Vâng, xin kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, tôi là bác ruột của cháu Mạnh, là người đại diện cho gia đình nhà trai cũng như dòng họ, hôm nay lên để làm lễ giữ lễ vu quy của gia đình nhà gái và chính thức để nhận cháu Thưởng làm con dâu trong bộ tộc gia đình nhà trai chúng tôi. Và đến giờ phút này thì hai cháu đã đi trên con đường tình yêu và cuối cùng đã đến vấn đề xây dựng hạnh phúc với nhau và đã được gia đình đôi bên chấp thuận cũng như pháp luật công nhận hai cháu đến giờ này nên vợ thành chồng. Và cũng như cháu Mạnh đã chính thức là con dâu của gia đình và thành viên của dòng họ nhà gái và cũng là con rể của dòng họ nhà gái cũng như cháu Thưởng đến giờ này trở đi cũng là con dâu của gia đình nhà trai chúng tôi và cũng là một thành viên của dòng họ nhà trai chúng tôi. Và sau những tiệc phu quy này thì gia đình nhà trai chúng tôi xin chính thức được đón dâu vào 2 giờ kém 10 phút là chính thức đón dâu để đưa về nhà trai làm lễ thành hôn cho hai cháu. Sau đó chúng tôi được rất trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà cùng toàn thể thanh niên gần xa mời về quê hương Ninh Bình để dự buổi thành hôn của hai cháu. Và cuối cùng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà cùng quan viên hai họ, một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin hết. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những lời phát biểu rất đầy đủ, ý nghĩa và chân thành của bác Trung, đại diện viên phái đoàn Hòa Nhà Trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Có đôi lời xin dâu cũng như mời quý quan khách chúng ta để cùng về Ninh Bình tham dự buổi lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Với một lần nữa xin được cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành của bác rất nhiều. Xin kính chúc cho bác sẽ luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác của mình. Và quý vị không quên dành một tràng vỗ tay thật lớn cho những lời phát biểu vừa rồi, có được không ạ quý vị ơi? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, bây giờ chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu xin dâu bên phái đoàn Hòa Nhà Trai rồi. Vâng, một thành phần, một nhân vật quan trọng ngày hôm nay quyết định có cho phép cô dâu về nhà chồng ngày hôm nay không, đó là phụ thuộc bên phái đoàn Hòa Nhà Gái. Giờ bắt đầu xin được trân trọng kính mời bố của cô dâu, xin được trân trọng kính mời ông Tòng Văn Diêu có đôi lời cảm ơn cũng như đôi lời phát biểu trao dâu cho phái đoàn nhà trai trong buổi chiều hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông ạ. Hey,
xin phép học cho phép con mẹ ải nông bản tải lát được các ba mới xin phép sang khỏi đó của mỹ tổ tiên nhưng hai nhưng các ba sang vốn là phi nông kéo sớ bất chế hai triệu ấy cửa nhân mà chọc tư các ba mới sang vốn là phú gia kiểu cho cô gặp mỹ hà lại mới đi bên chân mưa sạt bên trái qua mới được những mỹ có sạt ba sổ ba có co trong bóng bò mẹ sang khỏi đó cửa cá mới bò mẹ ải nông bản tải lát được có trả phút về bán cản mất tủ mất tôm xong bón là lô làn bó sòn xong bón là lô làn xuống khỏi qua mới cầu với con sở về xếp chúng ở xong bón con mẹ hải nông là phật cả bác ăn hảo căn với đây nữa là con mẹ chúc phủ chúng con đây nữa dạ vâng qua những lời phát biểu của phái đoàn và nhà gái trong buổi trưa hôm nay vâng đặc biệt là bố của cô dâu trong buổi trưa hôm nay thì không biết là bên phái đoàn là nhà trai chúng ta có hiểu được phần nào không ạ? Vâng ạ, Minh Thành nghĩ một điều rằng là với vâng ạ, với một sợi chỉ dây tình yêu, vâng ạ, sợi dây tình yêu sẽ kết nối giữa hai bên gia đình, nhà trai nhà gái cũng như đặc biệt là Sơn La và Ninh Bình. Ngày hôm nay thì chắc hẳn là nhà trai và nhà gái thì vừa rồi cũng đã thấu hiểu được ngày hôm nay. Vâng ạ, vừa rồi thì Minh Thành cũng xin được dịch sang bên tiếng phổ thông một chút là bên nhà gái đã đồng ý 100% để nhà trai rước cô dâu thanh thưởng về bên phái đoàn nhà trai để tổ chức buổi lễ thành hôn rồi. Vâng ạ, do vậy thì rất mong bên nhà trai chúng ta ngày hôm nay sẽ vui hết mình và quẩy nhiệt tình cùng phái đoàn nhà gái sập sinh và nhảy sập sàn trong buổi trưa nay để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ được không ạ, nhà trai ơi. Vâng, quá tuyệt vời ạ. Vâng ạ, trong buổi trưa nay thì càng tuyệt vời hơn được sự nhất trí của bên chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ của tất cả mọi người đã cùng trở về đây trong buổi trưa ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay giờ phút này đây trong giờ phút trọng đại để ra mắt tới toàn thể quý vị thì cô dâu và chú rể chúng ta sẽ được đón nhận những phần quà những kỷ vật rất là ý nghĩa đến từ những người thân yêu của gia đình mình. Giờ phút này Minh Thành xin cả trân trọng kính mời món quà đầu tiên, món quà đến từ gia đình của ông bà nội bên cô dâu ạ. Vâng, sẽ cùng di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng trao cho hai cháu của mình những kỷ vật, những món quà yêu thương. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Chứng kiến một khoảnh khắc, một giây phút rất là tuyệt vời đó chính là những món quà yêu thương đến từ ông bà nội của cô dâu ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những tình cảm, những món quà yêu thương đến từ ông bà nội. Xin kính chúc cho ông bà sẽ luôn được vui vẻ, hạnh phúc và sống bền lâu bên gia đình cũng như con cháu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin nói chương trình trong buổi trưa nay xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Có món quà hết sức ý nghĩa để chúc cho hai con của mình. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị xin trân trọng và kính mến. Thật đúng là ngày vui thì pháo nổ vung trời. Mẹ tặng hai đứa một lời vàng son, rằng sơ hiền dạy thảo nghe con. Quà này mẹ tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài mẹ vui. Vâng, món quà hết sức ý nghĩa đến từ bố mẹ của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Đang muốn nói với cô dâu và chú rể như thế này hai con ơi, hai con hãy nhớ rằng là trăng kia thì khi khuyết khi tròn, nó trông như núi đá mỏi mòn theo tháng năm. Chỉ có tình yêu của hai con, nó đẹp như ánh trăng rằm. Hai con phải sống làm sao, vui lòng mẹ, thỏa ý cha, vui anh, vui chị, vui mình, vui ta. Một lần nữa xin cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa đến từ bố mẹ của cô dâu. Vâng, tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của bác Phương Thiết ạ. Xin cùng ngài trở về sân khấu để cùng trao cho hai cháu của mình. Vâng, xin mời. Kính mời món quà đến từ gia đình của cô Xoa sẽ cùng ngài trở về sân khấu tình yêu để cùng ngài trao cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời.
Vâng ạ. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi sẽ thông báo tới chủ nhân của những món quà đã đăng ký với ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về gần sân khấu tình yêu. Lúc nào MC đọc đến tên của chủ nhân món quà nào, chúng ta chủ động lên sân khấu để cùng trao cho cô và chú rể. Vâng, xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của bác Thường Thiết. Quý nhân trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của cô Xoa. Sẽ luôn luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác của mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, tiếp nối chương trình trao quà trong buổi trưa nay, Minh Thành cũng sẽ được trân trọng kính mời món quà đến từ vợ chồng của chú Doãn cũng như món quà đến từ vợ chồng của chú là sẽ cùng di chuyển về sân khấu để cùng trao cho cô dâu chú rể. Vâng, xin mời. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có rất nhiều phần quà đã đăng ký với ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa hôm nay để cùng trao cho cô dâu và chú rể ạ. Chưa xong hả siêu năm bên đây có mưa muôn sang bón sóng nong sóng nung sóng đu sóng lan. Sang bón bong me pin nong khẩu bảng xích na không cần đi bắt chảnh bắt chề nhắc coi thấy lắm nửa xử lý sang cả nung và chăng chàng sòng sấn nửa cơ phố tây tiền em bà cả chăng chàng sòng sấn nửa cơ mà nang tiền cơ bà má nọ à em lời chú em xa lời bong me pin nong lời hobby món quà hobby hết lại đăng ký được ban tổ chức họ cần bắt đăng ký nên xong hả siêu em nữa à em lời hobby mua mi bẻ mi mù mi mua mi quay mi tv tủ lạnh xe máy xe con hết lại đăng ký được cần bắt đăng ký nên xong hả siêu em nữa. Vâng, tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời hai món quà tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình của bác Dương cũng như món quà đến từ em trai. Vâng ạ, em Long xin được trở về sân khấu để cùng trao cho anh chị của mình. Vâng, xin mời ạ. Dạ vâng, kính thưa tập thể quý vị trân trọng và kính mến, món quà đến từ gia đình của ông bà nội, món quà đến từ gia đình của bố mẹ, món quà đến từ gia đình của bác Thương Thiết cũng như cô Xoa, gia đình của vợ chồng chú Doãn, vợ chồng chú Là, vợ chồng bác Dương cũng như em trai ngày hôm nay của cô dâu. Nó được ví như thanh kim và sợi chỉ sẽ được cô dâu và chú rể chúng ta đem đi suốt cả cuộc đời, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc về lâu về dài và mãi mãi về sau. Một lần nữa xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn món quà hết sức ý nghĩa đến từ những người thân yêu nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin kính chúc cho những chủ nhân của những món quà sẽ luôn tràn đầy sức khỏe, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác của mình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Những món quà yêu thương rất là nhiều món quà đến từ gia đình của cô dâu trong buổi trưa hôm nay di chuyển về sân khấu tình yêu để cùng trao cho cô dâu và chú rể nhân vật đặc biệt quan trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, một lần nữa quý vị có thể vang lên một tràng pháo tay trị giá 1 tỷ đồng để cùng chúc một đêm hoàng tiên. Dạ vâng, trong khoảng không gian tình yêu ngày hôm nay đây thì cô dâu và chú rể chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều nghi lễ và nghi thức khác nhau. Đặc biệt nghi thức rót rượu sơ panh, đó là một nghi thức không thể thiếu trong tất cả các tiệc cưới. Giữa vấn đề này, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tiến đến tháp ly tình yêu để cùng quy rượu sơ panh khai mừng tiệc cưới trong buổi trưa hôm nay. Vâng, xin mời. Giữa vấn đề này, em sẽ có thể có một nút. Vâng, em có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vâng, xoay ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Chú rể hãy sớp thật mạnh và lắc thật mạnh chai rượu lên. Vâng, tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, tình yêu sức mạnh của đàn ông, sức mạnh của chú rể đức mạnh ngày hôm nay rất là hoành tráng đúng không ạ? Vâng, giờ vấn đề xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng tay trong tay, đầu nghiêng sát mấy đầu và rất chặt gập lên tháp ly tình yêu ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, giờ vấn đề chúng ta đang chứng kiến một khoảnh khắc, một giây phút rất là tuyệt vời đó. Đôi bạn trẻ chúng ta đang tay trong tay, đầu nghiêng sát mấy đầu, rất chặt gập lên tháp ly tình yêu ngày hôm nay. Vâng, giờ vấn đề xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng bật nắp chai rượu sơ panh thứ hai. Vâng, xin mời.
Vâng, sau khi bật nắp được chai rượu sâm banh thứ hai rồi, xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng rót một nửa chai lên tháp ly tình yêu, nửa chai còn lại xin được rót sang sáu chiếc ly bên cạnh ạ. Vâng, xin mời. Vâng, thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tôi tạ sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, đem cả tấm thân gầy cha che chở đầy con. Vâng, các bạn chính thể chúng ta có thể rót hết rượu ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, giờ hôm nay chú rể đang muốn nói với cô dâu như thế này ạ. Em như một chén rượu đào, anh chưa ông đến mà lòng đã say. Và nếu em biết là một chén rượu cay, anh xin nó cạn để say suốt đời. Vâng, giờ phút này để tỏ lòng kính yếu tới những bậc làm cha làm mẹ của mình, giờ phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu xinh đẹp chúng ta hãy nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên mẹ và bác của chú rể. Và chú rể đẹp trai chúng ta cũng nâng hai ly rượu hồng của mình lên để kính dâng lên bố mẹ của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Vâng, và hai ly rượu còn lại xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng nâng ly ạ. Vâng, xin mời. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta di chuyển về chính giữa sân khấu ạ. Hai bên gia đình chúng ta check hình chữ V ạ. Vâng, giờ phút này xin được trân trọng kính mời những bậc làm cha làm mẹ cùng bậc bác của cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng nở ra nụ cười thật tươi, di chuyển về gần, sát lại gần nhau hơn và cùng ly với nhau nở ra nụ cười thật tươi, nhìn về mạnh của Cà Văn Xuân được không ạ? Vâng, xin mời. Xin chào kính mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng bước về phía trước một phút ạ. Xin mời hai bên gia đình chúng ta trở về vị trí ban đầu. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng quay mặt vào nhau ạ. Vâng, xin mời. Chú rể sát lại gần cô dâu thanh thưởng hơn ạ. Vâng, dùng tay phải của mình ngoắc tay nhau được không ạ? Ngoắc tay nhau ạ. Lúc nào anh hô chúc mừng phúc bên đường nha, cô dâu chú rể nha. Vâng, để hòa chung niềm vui niềm phúc cùng cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, quý vị cũng xót xa ly rượu tràn đầy tình cảm nhất được không ạ? Và nâng ly thật cao để cùng hô của Minh Thành chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay được không ạ quý vị ơi? Quý vị ơi! Bé quá, chưa được ạ. Quý vị nào muốn chúng đề 3 tỷ thì hô mạnh của Minh Thành ạ, hô to. Quý vị ơi! 1, 2, 3 mừng hạnh phúc. Hãy mến xóa xem nào. Không có phải vai phòng nữa. Vâng, xin mời em ạ. Xin mời hai bên gia đình chúng ta cạn ly ạ. Vâng, một lần nữa thì để kết nối tình con xa giữa hai bên gia đình trong buổi trưa nay, xin cả trân trọng kính mời nhà trai nhà gái chúng ta tiến đến và bắt tay nhau ạ. Vâng, xin mời. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai vâng, nghe một lời đã xin kính chúc cho cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình chúng ta trăm năm hạnh phúc trăm năm. Vâng ạ, giờ phút này xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ cũng như đại diện hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng di chuyển về những bàn tiệc với những chén rượu để cảm ơn quý vị và khách trong buổi trưa nay. Vâng, xin mời ạ. Ba, vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha.